tôi, Thiếu tướng Võ Kim Lan, Chỉ huy trưởng Đoàn nữ quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm cùng toàn thể quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công, kính mời quý vị cùng nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 6 năm 2021, tại diễn đàn livestream trực tiếp trang Nữ Quân Nhân, lạy đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Kính mời đồng bào, quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để ủng hộ cho Ngài Đức Quốc Công, vị lãnh đạo kính yêu của chúng ta. Ngày xưa chúng ta đi mang theo quê hương, ngày về có Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Chương trình Tiếng Nói Đoàn Nữ Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa xin hân hạnh tiếp tục ra mắt cùng quý vị. Trước tiên, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức bài hát Việt Nam Đào Minh Quân. Quên thân mình ngày ngày tự lo việc nước,
Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Lên soi sáng khắp địa cầu, soi sáng khắp địa cầu. Kính thưa đồng bào, quý vị và các bạn trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh thân mến, hôm nay chúng tôi rất vui được trở lại chương trình để gặp quý vị tại nơi đây. Thưa quý vị, kể từ khi mà tin vui từ Tòa án Môi trường Quốc tế đã phán quyết Tổng thống Đào Minh Quân thắng kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam với số tiền lên đến 38.000 tỷ Mỹ Kim về tội ác diệt chủng chống loài người, số hồ sơ vụ kiện là ENC-201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021 vừa qua. Như chúng ta đã thấy đó, có rất nhiều nhà gọi là báo chí Mỹ ca ngợi về tiểu sử của Đức Quốc Công, về việc làm chính nghĩa của ngài, như là từ nhà báo quốc tế Caroline Smith giới thiệu trên Hearty Living ngày 28 tháng 4 năm 2021 đã ca ngợi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, người thực thi chính nghĩa. Rồi ngày 1 tháng 5 năm 2021, báo New York A, đó, tức là trên cái trang website thenewyorka.com, Lenexi Policy Press, Ria Leisure website trưng cầu dân ý. Rồi ngày 10 tháng 5 năm 2021, báo New York Daily đã đăng bài báo chúc mừng về Đức Quốc Công. À, rồi cùng ngày đó, rồi báo The Los Angeles Tribune đăng tại trang đầu tiên President Đào Minh Quân, The Third Republic of Vietnam, đăng ngày 9 tháng 5 năm 2021. Trang báo nào cũng có hình của Tổng thống ca ngợi về vị lãnh đạo kính yêu của chúng ta là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, và đều có hình ảnh của chân dung của ngài và nói về ca ngợi về tiểu sử, việc làm của ngài, những việc làm chính nghĩa của ngài. Thì cái điều đó thật sự là người dân chúng ta, người Việt Nam chúng ta thật sự là rất là hãnh diện. Rồi ngày 4 tháng 6 năm 2021, tức là thứ 6 tuần rồi, tức là Ines Grenty, A Man That Lived For The World, Imperial Dear President Đào Minh Quân, tức là nhà bài báo Ines Grenty, là một tạp chí quốc tế nổi tiếng, đã hết lời ca ngợi ngài Đức Quốc Công trong cái danh mục cách sống Lifestyle, với bài báo tức là người thiện nhân của thế giới, là Đức Công Tước Hoàng Gia Tổng thống Đào Minh Quân. Đó, thật sự là phải thật là hãnh diện, đúng không quý vị? Chúng ta phải rất là hãnh diện và tự hào. Ngày 7 tháng 6 năm 2021 mới đây, là chủ nhiệm sáng lập của tạp chí quốc tế Tribune By ca ngợi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, từ nhà văn Henry Stone. Hiện nay có hơn 300 tờ báo quốc tế đã ca ngợi Đức Quốc Công ngài Đức, gọi là ca ngợi cái công đức của ngài, việc làm chính nghĩa của ngài, đó, một quá trình phải nói là tranh đấu hơn 40 năm. Đó, thì để nhân đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị
một trên tờ báo, một bài báo, có nghĩa là trên cái tờ E-News 20 ngày 4 tháng 6 năm 2021. Bài báo này của tác giả Steve Hudson. Bài báo này có tựa đề là A Man That Lived Before the War, Imperial New President Đào Minh Quân, E-News 20. Chúng tôi bài này tạm dịch sang tiếng Việt, chúng tôi sau đây kính mời quý vị lắng nghe nha. Người sống vì thế giới, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Độ lượng, nhân hậu, từ bi và yêu thương người khác là những đặc tính đang chết dần, chết mòn ở mọi người. Trong thế giới có nhịp độ nhanh này, nơi mọi thứ thay đổi trong vòng vài giờ, mọi người buộc phải suy nghĩ cho bản thân trước. Đây là một trong những lý do chính khiến những cảm xúc cơ bản về tình yêu thương và sự quan tâm dành cho người khác đang biến mất. Ngày nay, người duy nhất họ quan tâm là bản thân họ. Nếu mọi thứ tiếp tục như hiện tại, tương lai có thể trở nên tăm tối và khắc nghiệt. May mắn thay, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Những người luôn nghĩ cho sự tốt đẹp hơn của cộng đồng vẫn còn hiện diện. Và một trong những cá nhân này là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là người thuộc dân tộc Việt Nam, công dân Hoa Kỳ, và là biểu tượng cho một công dân của thế giới tự do. Ông được ba thế hệ gồm lão niên, trung niên, thanh niên bầu làm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời vào ngày 16 tháng 2 năm 1991. Mục đích của ông khi bước chân vào chính trường Việt Nam là để giải phóng đất nước khỏi sự giam cầm của chủ nghĩa cộng sản. Ông là một trong những cá nhân đã phải đối mặt với những nghịch cảnh của cuộc sống nhưng vẫn vững vàng. Niềm đam mê phục vụ nhân dân và gắn bó mật thiết với Việt Nam của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân có thể được thể hiện qua tất cả những nỗ lực của ông. Là một người yêu nước, thương dân, yêu đồng bào vô bờ bến, ông ước mong tổ quốc của mình xoải cánh bay cao giữa mây trời thành công, được hun đúc bởi lòng yêu nước và tình cảm gắn bó với cội nguồn của mình ngay từ khi còn nhỏ. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã tham gia quân đội Việt Nam. Ông phục vụ cộng đồng trong một thời gian ngắn cho đến khi miền Nam Việt Nam bị Cộng sản cưỡng chiếm. Đức Quốc Công và các chiến binh khác bị bắt và ở trong các trại tù cộng sản hơn 3 năm. Nhiều chiến hữu và bạn thân của ông đã chết, nhưng ông đã tìm cách trốn khỏi trại và đến Hoa Kỳ cùng gia đình. Kể từ đó, ông đã gắn bó sâu sắc với quân đội Việt Nam và những người đã cống hiến, xả thân phục vụ tổ quốc. Một người yêu nước chân chính tận đáy lòng, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân luôn cảm thấy mang ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, cũng như các nước đồng minh. Ông đặc biệt biết ơn Hoa Kỳ đã giúp đỡ Việt Nam trong suốt lịch sử vệ quốc và sự hy sinh của họ ở Việt Nam. Ông cũng biết ơn vì họ đã cưu mang người Việt tị nạn trên đất nước của họ từ cuộc di tản của Việt Nam Cộng Hòa
vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cho đến ngày nay, Hoa Kỳ và các đồng minh đã hy sinh cho Việt Nam trong 8 năm không thể đo đếm được. Từ năm 1965 đến năm 1973, quân đội Hoa Kỳ đã bảo vệ miền Nam Việt Nam khỏi sự xâm lược của Cộng sản Bắc Việt. Để tỏ lòng thành kính và cảm ơn sự phục vụ của họ, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và các chiến hữu bằng chính đôi tay và tấm lòng chân thành của mình đã hoàn thành công trình tưởng niệm Hexagon Monument tại trụ sở chính của họ, Tụ Nghĩa Đường. Đài tưởng niệm Lục Giác, công trình tưởng niệm 58.721 người lính Mỹ, trong đó có đồng đội của ông đã hy sinh cho Việt Nam, vừa được hoàn thành. Tượng đài gồm 6 bức tường đen cao và rộng, mỗi bức tường có 2 mặt. Nó được nâng đỡ bởi 2 cột đá cẩm thạch, tạo thành một hình lục giác. Với tổng số 12 mặt tường khắc tên của 58.721 chiến hữu Hoa Kỳ. Nó được xây dựng trên một nền xi măng màu xanh lá cây với một ngôi sao lục giác màu trắng ở trung tâm. Nó cũng có hệ thống chiếu sáng có khả năng phát ra ánh sáng từ 5 đến 10 cây số, đủ để những người từ xa hoặc từ máy bay bay quanh khu vực có thể nhận thấy. Đài tưởng niệm này được xây dựng thay cho đồng bào Việt Nam do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, người từng là trung đội trưởng của lực lượng đặc biệt Hắc Hổ, cùng với các giới chức chính phủ là những người Việt Nam yêu nước trên toàn thế giới, đã dùng chính công sức của mình kết hợp với tình thương và lòng biết ơn để xây dựng nên công trình này. Họ đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của nắng gió sa mạc, và hoàn thành công trình này để bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn kính đối với những người yêu nước Hoa Kỳ. Bằng việc xây dựng tượng đài này, Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, và các chiến hữu của ông đã thể hiện tình hữu nghị bền chặt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây cũng sẽ là nơi hội ngộ tuyệt vời của những người yêu nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Cựu chiến binh, đồng bào, các nước đồng minh đến thăm Lục Giác Đài để trải nghiệm và chạm vào từng viên đá khắc tên các anh hùng sẽ thực sự là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Họ cũng bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với 58.721 chiến hữu Hoa Kỳ, anh hùng đã hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do của Việt Nam. Tình yêu và sự đồng cảm của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đối với mọi người thể hiện rất nhiều về tính cách, quyết tâm và ý định của ông. Mặc dù ông đã bị miêu tả tiêu cực trên các phương tiện truyền thông, nhưng những hành động âm thầm của ông còn có ý nghĩa lớn hơn lời nói. Ông thực sự là một nhân cách đầy cảm hứng. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị vừa nghe qua coi như là bài báo về Đức Quốc Công của tác giả Steve Houston. Đó. Quý vị thấy chưa? Bây giờ có rất nhiều, trên 300 cơ quan truyền thông báo chí của Mỹ đã ca ngợi công đức của Đức Quốc Công, ca ngợi về tiểu sử của Ngài, về việc làm chính nghĩa của Ngài. Mà ngày hôm nay, từ khi mà kể từ ngày mà 14 tháng 4 năm 2021 là Đức Quốc Công của chúng ta đã thắng kiện Tàu Cộng, số tiền là lên đến 38.000 tỷ Mỹ Kim, thì chúng ta thấy đó,
Báo chí Mỹ đã ca ngợi một cách rầm rộ, nhiệt liệt, hoan nghênh, phải nói là vang danh cả thế giới luôn. Đó, cái điều đó là chúng ta thật sự rất là hãnh diện nha quý vị, rất là hãnh diện, rất là tự hào. Và chúng ta vinh dự của có được một vị tổng thống của lòng dân, một vị tổng thống vĩ đại nhất thế giới trong trái tim của mỗi người công dân Việt Nam chúng ta. Và tiếp theo sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe phần thông báo. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thông báo ngày 7 tháng 6 năm 2021. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, người bạn của muôn người. Kính thưa, xin lỗi quý vị, đợi tôi chút, xin lỗi quý vị nha. Chúng tôi xin đọc lại. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thông báo ngày 7 tháng 6 năm 2021. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, người bạn của muôn người. Kính thưa đồng bào và quý giới chức đồng nhiệm, sau khi tờ E-News 20, một tạp chí quốc tế nổi tiếng, đã hết lời ca ngợi ngài trong danh mục cách sống Lifestyle với bài báo Người thiện nhân của thế giới, Đức Công Tước Hoàng gia Tổng thống Đào Minh Quân. Bài báo này đã đưa tin về tụ nghĩa đường với lục giác đài Hexagon Monument tại sa mạc Adelanto, khiến cho người Việt trên toàn thế giới đều cảm thấy được vinh dự lây khi lòng biết ơn của chúng ta thể hiện qua sự khiêm nhường, chân thành xây lên 6 bức tường để ghi nhớ và tưởng niệm 58.721 quân nhân Hoa Kỳ và những chiến sĩ đã hy sinh trên quê hương Việt Nam, bắt đầu được thế giới nhắc đến và đang đi vào lịch sử bằng những bước vinh quang đầy chính nghĩa và công đạo. Đặc biệt mới đây, nhà văn Henry Stone, một tay bỉnh bút gạo cội về thể thao và giải trí, cũng là chủ nhiệm sáng lập của tạp chí quốc tế Tribune Bay, đã có một bài nhận định mạnh mẽ ca ngợi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân tại website www.tribunebay.com. Sorry, with around it. Điều này cho thấy Tổng thống Đào Minh Quân không những là một thiên sứ của Thượng Đế đang mang niềm hy vọng đến cho dân tộc Việt Nam, mà còn là niềm tin yêu mà mọi người mong đợi. Ngài chính là vị thầy tận tụy, kiên nhẫn, nâng đỡ, dạy dỗ chúng ta, giúp chúng ta biết phân biệt giữa sự thật và dối trá, biết phân biệt đúng sai, thiện ác, chính tà, để gội rửa cho chúng ta sự hắc ám, mê muội của tà thuyết cộng sản, giúp nhân loại phục hồi lại riềng mối thiện lành của con người do Thượng Đế tạo nên. Ngài đang dâng hiến cho mọi người nhiều kho tàng vô giá của tình yêu thương, trí tuệ, trí huệ và sự tự tin qua chủ thuyết tân dân chủ, chiến lược duy thật lập cộng để dẫn dắt chúng ta tiến vào cuộc cách mạng tâm trị kỷ nguyên tân dân chủ, con đường hòa bình của nhân loại. Ngài đã trao cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị
để phục hồi nhân chủ Việt qua 7 bài học làm người Việt chân chính, qua thập bát thức, qua huấn thị điều hành căn bản và qua những phương cách để làm người công bộc chân chính, tốt lành của dân. Ngài cũng đang cảm hóa những nhân viên công lực vô lương của Cộng sản Việt Nam, kể cả an ninh và công an, sẽ biến thành những con người lương thiện, biết hồi tâm chuyển ý, biết suy nghĩ để không còn muốn làm tình, làm tội dân chúng. Do đó, đã có hơn 300 tờ báo quốc tế ca ngợi công đức của Ngài. Và dù cho bọn đầu sỏ Cộng sản, lũ Việt gian u mê, cố tìm cách ngăn cản, che giấu, lấy xuống những bài báo này, nhưng cũng không thể ngăn chặn được chiến lược Thủy Thác Công của Đức Quốc Công do những lương tướng trung thần phát động. Nay chúng tôi công bố thêm những vị giới chức đại biểu đã gián tiếp góp phần tạo nên chiến thắng long trời lỡ đất ngày 14 tháng 4 năm 2021 trong vụ kiện Tàu Cộng tại Tòa án Môi trường Quốc tế đã thua Đức Quốc Công, bị buộc phải bồi thường cho Ngài số tiền lên đến 38.000 tỷ Mỹ Kim cùng với 5 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam. Mỗi tên bị phạt tiền 20 tỷ Mỹ Kim cùng với 1 triệu tên đảng viên Cộng sản Việt Nam cũng chịu trách nhiệm liên đới. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ mang chiến thắng này chia sẻ cho Hoa Kỳ và nạn nhân Cộng sản cùng tất cả công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là Thiếu tướng Võ Kim Lan, đại biểu Pha Lê, Thiếu tướng Huỳnh Kim, Thiếu tướng Trần Minh Tôn, Thiếu tướng Đào Kim Quang, Thiếu tướng Trần Bình Nam, Thiếu tướng Trần Phương Nam, Chuẩn tướng Trần Chánh Trung, Chuẩn tướng Nguyễn Trọng Luật, Đại tá Huỳnh Xuân Yến, đại biểu Triệu Lệ Trinh, đại tá Beatrice Nguyễn, đại biểu Đỗ Tuyết, đại tá Trần Phi Vân, đại biểu Nguyễn Ngọc, đại biểu Hoàng Thi Ca, đại tá Cindy Đào, đại tá Ngô Thanh Tâm, trung tá Mai Chí Thanh, trung tá Huỳnh Như Ngọc, trung tá Lê Hoàng Phúc, trung tá Trần Minh Tường, trung tá Trần Thanh Hà, trung tá Võ Minh Thu, thiếu tá Trần Lý Minh, thiếu tá Quốc Thái An, thiếu tá Trần Ánh Dương, thiếu tá Nguyễn Ngọc Long, đại quý Lý Minh Trí, đại quý Trần Thanh Duy, đại quý Huỳnh Anh Thư, đại quý Lê Thanh Bình, trung quý Trần Khải Hoàng, đại biểu Vũ Hữu Duy, đại biểu Lê Vũ Lộc, nữ sĩ Lê Phan, đại biểu Huỳnh Văn Tân, trung tá Trần Miên Viễn và nhiều giới chức khác đang công tác tại nội địa nên chưa công bố. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Vừa rồi quý vị nghe qua thông báo ngày 7 tháng 6 năm 2021 từ Văn phòng Thường trực đã nói về cái tờ báo Inis 20, đó là một tạp chí quốc tế nổi tiếng, đã hết lời ca ngợi Ngài Đức Quốc Công của chúng ta trong cái danh mục cách sống, tức là lifestyle, với bài báo Người thiện nhân của thế giới. Đức Công Tước, gọi là Đức Công Tước Hoàng gia Tổng thống Đào Minh Quân đó quý vị. Thì bài báo này đã đưa tin về tụ nghĩa đường với lục giác đài, tức là Hexagon Monument. Thì chúng ta thấy đó, người dân Việt Nam chúng ta cũng có được thơm lây, cũng được vinh dự lây. Chúng ta có được một Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta thấy chúng ta rất là hãnh diện, đúng không quý vị? Đó.
Cho nên là chúng ta phải luôn là nhớ ơn công đức của Ngài Đức Quốc Công đã làm, coi như là đã làm cho người dân Việt Nam với cái tình yêu thương vô bờ bến của Ngài, mà Ngài đã hy sinh tất cả cho người, cho dân tộc và đất nước Việt Nam của chúng ta. Cái điều đó rất là, quý vị thấy không, chúng ta rất là diễm phúc, phải nói là may mắn mà hạnh phúc đó. Thì chúng ta cũng biết đó, là từ khi mà Ngài cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ ngày 14 tháng 8 năm 1980, thì Ngài đã quyết tâm nỗ lực tận tụy làm việc liên lụy trong hơn 4 thập niên qua. Đó là một quá trình đấu tranh không ngừng nghỉ với mục đích của Ngài là phải quyết tâm lấy lại đất tổ, cứu cánh là không làm khổ dân. Tất cả là vì quyền lợi tối thượng của dân tộc và đất nước Việt Nam. Hơn 40 năm qua, Đức Quốc Công đã làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Đó. Ngài làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Rồi, thứ nhất là như là lột mặt nạ Hồ Chí Minh là tàu cộng tại UNESCO. Tức là ngày 19 tháng 5 năm 1989, thì khi mà Bắc Bộ Phủ quý vị, xin lỗi quý vị nha, đợi tôi chút xíu. Chúng tôi xin tiếp tục. Thì thứ nhất á, là Đức Quốc Công đã lột mặt nạ Hồ Chí Minh là tàu cộng tại UNESCO ngày 19 tháng 5 năm 1989, khi mà Bắc Bộ Phủ nộp hồ sơ để mà xin vinh danh Hồ Chí Minh tại Cơ quan Văn hóa Liên Hợp Quốc. Để mà vinh danh Hồ Chí Minh 7 tháng 7 năm 1989, thì Đức Quốc Công nhận được thông báo từ Thượng nghị sĩ tiểu bang Utah, tức là Orrin G. S., cho biết đã liên lạc với Ngài Joe Mann, tức là thành viên của UNESCO. Ngài Joe Mann là thành viên của UNESCO, là để cho hay là đến ngày 19 tháng 5 năm 1990 thì không có cái dự định nào để mà vinh danh Hồ Chí Minh cả. Đó. Cho nên quý vị biết Đảng Cộng sản Việt Nam á, chúng định ăn mừng 100 năm sinh nhật giả hiệu của Hồ Chí Minh. Nhưng mà đã bị Đức Quốc Công đánh một trận, triệt được cái nhân cách của già Hồ, thì coi như là chặt được cái gốc cây của Cộng sản Việt Nam từ năm 1990 đó. Cho nên Cộng sản nó đã thua một cách gọi là cay đắng, nha quý vị, một cách cay đắng. Rồi thứ hai nữa là sau khi mà quý vị biết ba tên nó thua cái trận đó, thì ba tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đó theo lệnh triệu tập khẩn cấp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tàu là Giang Trạch Dân, tức là cùng với Lý Bằng là Thủ tướng Quốc vụ viện, nó triệu tập khẩn cấp là ba tên đầu sỏ Cộng sản để mà qua bên Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên đó, để mà ký cái mật nghị Thành Đô để nó biến nước Việt Nam chúng ta thành một quận lỵ của Trung Cộng. Thì khi mà hay tin, được tình báo cho hay tin, thì Đức Quốc Công mới là lập tức cấp tốc thành lập cho bằng được một chính phủ với danh xưng là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời.
thì chúng ta thấy đó, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập ngày 21 tháng 10 năm 1990. Chúng ta thấy đó, có ai mà làm được điều này hay không? Đó, nếu như không có ngài Đức Quốc Công thì làm sao có được một chính phủ chính danh, hợp pháp và chính nghĩa, đúng không quý vị? Đó. Và chính phủ được thành lập ngày 21 tháng 10 năm 1990. Và Đức Quốc Công đã hy sinh, đã dấn thân hy sinh đứng ra để mà nhận trọng nhiệm thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991. Rồi thứ ba nữa là quý vị có biết khi vào năm 1990 thì vì cái tình yêu thương đồng bào, mặc dù ngài ở Hoa Kỳ, ngài ở một cái đất nước dân chủ, mà ngài yêu thương đồng bào, ngài đã sang nhượng tất cả 25 cái chi nhánh Dow Computer, rồi bán tất cả cái bản quyền phát minh cải tiến phần mềm BIOS đó để mà cứu giúp cho 17 trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á và tại năm cái quốc gia là Hồng Kông, Thái Lan, Mã Lai, Indonesia và Phi Luật Tân. Đó, một cái việc làm mà chính nghĩa cao thượng, hy sinh như vậy, hy sinh tất cả tài sản. Đó, quý vị thấy không? Có ai làm được điều này không? Đó. Rồi cái thứ tư nữa là Đức Quốc Công của chúng ta còn là một chính phủ chính danh, hợp pháp, chính nghĩa, cho nên được công hàm của các cấp lãnh đạo quốc gia, tức là hai công hàm của Tổng thống Bill Clinton là Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ đó, là ngày 28 tháng 1 năm 1994 và ngày 4 tháng 4 năm 1994. Đó. Rồi ngoài ra còn được 27 quốc gia Liên hiệp Châu Âu gọi là gửi ba công hàm đến để mà ủng hộ và công nhận Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đó, quý vị thấy không? Rồi thứ năm là ngài đã chấp nhận hy sinh tất cả tài sản, sự nghiệp, đỉnh cao sự nghiệp, tức là hy sinh cái sự hưởng thụ cá nhân, rồi chấp nhận xa gia đình, hy sinh tuổi thanh xuân, xa gia đình, vợ trẻ con thơ để mà lui vào sa mạc hơn 20 năm dài dai dẳng để mà tĩnh tâm tu thiền, tìm đường cứu nước. Đó, quý vị thấy Đức Quốc Công của chúng ta hy sinh, phải nói là sự hy sinh rất là to lớn, cao cả, mà trên cái thế giới chưa có người thứ hai. Đó, chúng ta thấy đó. Rồi, quý vị biết cái thứ năm là Đức Quốc Công đã cống hiến đến cho toàn dân cái sách lược trưng cầu dân ý để giao cho toàn dân cái quyền quyết định vận mệnh quốc gia, vận mệnh của Tổ quốc một cách hòa bình, dân chủ, sáng suốt và khôn khéo theo đúng công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia. Đó, chúng ta thấy đó, những gì mà Đức Quốc Công làm cho chúng ta, cho dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta, không có người thứ hai nào làm được nha quý vị. Không có người thứ hai nào làm được. Rồi, thứ sáu là Đức Quốc Công rất là minh sáng, độ lượng, ôn hòa, nhân đạo, và đã thay mặt cho toàn dân Việt Nam, ngài đã dựng bia thờ ngũ vị thần tướng, các chiến sĩ vô danh và đồng bào Việt Nam đã hy sinh vì đất nước và trên đường tìm tự do. Ngài đồng thời cũng cho xây lục giác đài tại Tụ Nghĩa Đường, như chúng ta đã biết, để mà tri ân 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã bỏ mình trên quê hương vì lý tưởng bảo vệ tự do. À, rồi chúng ta thấy ngày hôm nay, Đức Quốc Công đã thắng cái vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim. À, rất là phải nói là một cái vụ kiện vẻ vang, lịch sử, chấn động long trời lở đất trên toàn thế giới. Một vụ kiện mà để cho Cộng sản quốc tế
phải tan rã trên toàn thế giới. Đó, thì chúng ta thấy đó, nếu không có Đức Quốc Công thì làm gì mà ai tiêu diệt được Cộng sản. Cho nên chúng ta phải vui mừng, hãnh diện. Cho nên những việc làm của Đức Quốc Công chúng tôi chỉ nói sơ lược thôi là quý vị thấy còn nhiều nữa, còn nhiều điều nữa. Đó, mà những việc làm của Đức Quốc Công như vậy đó, những cái vụ thắng kiện chấn động long trời lở đất như vậy đó. Rồi, quý vị chúng ta thấy không? Trên 300 cơ quan truyền thông báo chí của Hoa Kỳ, của Mỹ đã ca ngợi Đức Quốc Công một cách nhiệt liệt, một cách vang dội, phải nói rầm rộ. Mà người dân chúng ta còn rất nhiều người ở trong nước không hề biết đến, không hề biết đến. Và những nhà ái quốc ở trong nước cũng không hề cất lên một lời nói công đạo, công chính để mà nói lên cái sự thật này. Để chúng ta cùng nhau vui mừng, chia sẻ cái sự vui mừng này đến cho toàn dân Việt Nam chúng ta và cả khắp thế giới. Đó, thì 38.000 tỷ Mỹ kim này Đức Quốc Công sẽ chia sẻ với Hoa Kỳ và đồng thời sẽ đem về để mà lo cho người dân Việt Nam chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải cùng nhau cất lên một lời nói công đạo, một lời nói công chính, một lời nói chính nghĩa. Chúng ta rất là may mắn có được một Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đó. Thì như chúng ta thấy đó, như là Thủ tướng Anh Quốc, ông ta sinh năm 1874 và mất năm 1965. Tại sao Thủ tướng Anh Quốc, tức là Spencer Churchill, ông ta được tôn vinh là một trong những chính khách danh tiếng nhất trong lịch sử thế giới và là vĩ nhân của nước Anh? Là vì người dân nước Anh họ nhìn ra, họ thấy được việc làm chính nghĩa, sự hy sinh của Thủ tướng Churchill, đúng không? Rồi, thứ hai nữa là Thủ tướng Spencer Churchill làm Thủ tướng nước Anh để mà thay thế Neville Chamberlain, mặc dù lúc đó là sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, là Churchill làm Thủ tướng tại lãnh thổ của mình là Anh Quốc, thì ông có nhiều mặt thuận lợi để mà dễ dàng chiến thắng địch quân là phát xít Đức. Thì nghĩa là ông có dân, có đất, có lực lượng, vũ khí, quân trang, quân dụng. Đồng thời bên cạnh Thủ tướng Churchill có nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ủng hộ. Nhờ vậy mà ông có một cái kế hoạch chiến lược để mà thắng địch, đó là chống lại mối đe dọa từ Đức Quốc xã, chứ không phải là phát xít Đức nó chiếm trọn nước Anh và cai trị dân Anh. Và Anh Quốc không có bị phát xít Đức cướp nước và thống trị nhân dân nước Anh như là Việt Nam của chúng ta. Cho nên người dân nước Anh không có bị Cộng sản tẩy não nhồi sọ như người dân Việt Nam. Có nghĩa là nước Anh chỉ đang bị Đức Quốc xã đe dọa thôi. Và điều quan trọng là người dân nước Anh họ nhìn ra được kẻ thù của họ là ai, ở đâu. Mà do đó họ có cái sự gọi là đoàn kết. Họ có sự đoàn kết, họ đồng lòng chống lại Đức Quốc xã và phe trục. Thì khi mà Thủ tướng Churchill đã dẫn đầu trong cái việc kêu gọi tái vũ trang Anh đó để chống lại mối đe dọa từ Đức Quốc xã, thì Thủ tướng Churchill đã giám sát sự tham gia của Anh trong cái nỗ lực chiến tranh đồng minh để chống lại Đức và phe trục để mà dẫn đến chiến thắng vào năm 1945. Tức là năm 1940 ông đã trở thành thủ tướng. Thì 5 năm sau đó, Thủ tướng Churchill đã dùng lời nói, niềm tin và lòng can đảm cá nhân để thúc đẩy dân nước Anh phải kiên trì đấu tranh đến toàn thắng, giúp dân Anh bảo vệ được tự do của họ. Thì ông từng tuyên bố, tức là I have nothing to offer but Lord Toy, tear and sweat. Tôi không có gì để cống hiến ngoài máu, công sức khó nhọc, nước mắt và mồ hôi. Ông được tôn vinh một trong những chính khách danh tiếng nhất trong lịch sử thế giới và là một vĩ nhân của nước Anh. Đó. Thì ông không những là một nhân vật lịch sử, mà ông Churchill còn là một phóng viên chiến trường, một diễn giả, một sử gia
và là một nhà văn xuất sắc. Năm 1963, Quốc hội Hoa Kỳ vinh danh Sir Winston Leonard Spencer Churchill là công dân danh dự của Hiệp chủng quốc, tức là một vĩ dân của nước Anh. Vậy thì còn vị Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta thì sao? Chúng ta có những suy nghĩ trăn trở gì, cảm xúc gì, suy nghĩ gì về vị lãnh đạo của chúng ta không? Đó là Ngài Đào Minh Quân, Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống thứ ba Việt Nam Cộng Hòa. Ngài đã hy sinh, tận tụy, tranh đấu hầu như là gần suốt cả cuộc đời của mình. Đó, cuộc đời của Ngài, từ công danh sự nghiệp, hy sinh tuổi thanh xuân, chấp nhận xa gia đình, rồi xa vợ trẻ con thơ để mà thực hiện cái hoài bão ước mơ của mình. Và Ngài đã thành công qua cái vụ thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim như chúng ta đã biết. Đó. Nếu như mà cách đây hơn 30 năm mà Đức Quốc Công không có tiêu diệt được cái nhân cách của Hồ Chí Minh, không có triệt được già Hồ tại UNESCO, thì làm sao mà ngày hôm nay chúng ta có được cái vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim hả quý vị? Đó. Rồi, bây giờ trong khi đó báo chí, coi như là ở hải ngoại, báo chí Mỹ rất là ca ngợi nhiệt liệt, rầm rộ, vang danh khắp thế giới. Còn ngược lại thì chúng ta thấy đó, ở trong nước chúng ta không thấy có một cái nhà báo nào, một cái truyền thông nào, hay là ở hải ngoại một truyền thông Việt ngữ nào mà nói lên cái sự kiện này. Đó. Chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị nói lên sự thật. Nói lên sự thật. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải nói lên sự thật. Trong khi ở hải ngoại, báo chí Mỹ thì ca ngợi rầm rộ. Ngày nào là cũng có báo Mỹ đã ca ngợi cái công đức của Đức Quốc Công, ca ngợi tiểu sử của Ngài, việc làm của Ngài, chính nghĩa. Đó. Và đem lại cái vinh dự, danh dự cho người dân Việt Nam. Mà chúng ta là người dân Việt Nam, chúng ta rất là hãnh diện. Đó. Mà trong khi đó, ở trong nước không có một người nào mà gọi là nhà ái quốc nào mà cất lên một lời nói gọi là công đạo, công chính. Thì chúng ta thấy đó, tại sao? Đó, chúng ta thấy những nhà báo đài Việt ngữ ở đâu, họ không hề cất lên một lời nói. Thì quý vị cũng đã biết, có nghĩa là đất nước Việt Nam của chúng ta sau gần một thế kỷ mà bị Cộng sản chiếm đóng, là chúng ta tính luôn cả miền Bắc là một thế kỷ bị Cộng sản chiếm đóng. Thì Cộng sản mà do cái tên Hồ Chí Minh nó du nhập cái chủ thuyết Cộng sản ở bên Tàu Cộng, ở bên Tàu, đem vào đất nước Việt Nam chúng ta. Nó đã chiếm miền Bắc chúng ta năm 1945, rồi đến năm 1975 nó chiếm luôn cả miền Nam. Thì đã bị chúng nó đã nhồi sọ tẩy não và gọi là bạo tàn Cộng sản Việt Nam, là chúng nó bạo tàn tinh ma, ác độc, phải nói là còn hơn là fascist Đức, mà tàn ác độc tài hơn cả Hitler nữa. Thì anh chị em phải hiểu rằng vũ khí súng đạn thì giết được một số người, đó, một số người, nhưng mà còn tà thuyết cộng sản ngoại lai á, chủ thuyết của cộng sản Việt Nam á, tay sai của cộng sản Tàu đó, thì chúng nó đã tiến hành các cái thủ đoạn gọi là gian trá bẩn thỉu, tạo ra một cái quá trình liên tục tích lũy tà ác bất lương, vô nhân tính nhất trong cái lịch sử nhân loại, đã giết chết qua nhiều thế hệ của con em chúng ta, đầu độc tư tưởng, hủy diệt đạo đức, văn hóa cả một dân tộc Việt Nam chúng ta. Do đó mà cái việc mà lấy lại đất nước Việt Nam thì không hề đơn giản một chút nào. Đó, Tổng thống Đào Minh Quân vì lòng thương dân yêu nước mà Ngài phải hiến thân mạng mình, phải hy sinh, phải dấn thân để mà đứng ra đương đầu với Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng cho đến ngày hôm nay. Đó, thì gặp biết bao nhiêu là gian nan, nguy hiểm. Đó, thì chúng ta thấy sau khi mà xuất ngoại
qua bên Hoa Kỳ thì Đức Quốc Công phải vận động Hoa Kỳ để mà đồng minh giúp cho Việt Nam Cộng Hòa khôi phục và công nhận Việt Nam Cộng Hòa, công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trong nước Hoa Kỳ. Quý vị thấy không? Một chính phủ Hoa Kỳ đồng ý chấp nhận để thành lập một chính phủ trong một chính phủ, đâu có phải là chuyện dễ dàng đơn giản. Đó là nhờ vào cái tài trí thông minh, trí huệ và trí tuệ của Ngài. Đó. Cho nên mà Hoa Kỳ đã đồng ý chấp nhận cho Ngài thành lập một chính phủ trong một chính phủ, và có những chiến lược quan trọng song hành giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trong hơn 30 năm nay. Đó. Thì anh chị em phải biết rằng Đức Quốc Công vì đâu? Là vì cái lòng, cái tình yêu thương của Ngài, thương dân yêu nước vô bờ bến của Ngài, mà Ngài phải hiến thân mạng, phải hy sinh tất cả từ ở đỉnh cao sự nghiệp. Đó là một triệu phú trẻ trên đất Hoa Kỳ, với cái trí tuệ và trí huệ thông minh giỏi giang như Ngài, thì Ngài có thể trở thành một nhà tỷ phú. Nhưng mà Ngài không có màng đến danh lợi. Là vì đâu? Là vì cái tình thương của Ngài. Ngài ở bên đất nước, một đất nước dân chủ. Nhưng mà quý vị biết đó, con tim khối óc của Ngài luôn đau đáu, canh cánh nghĩ về người dân Việt Nam chúng ta tại quê nhà. Lúc nào Ngài cũng yêu thương người dân, lúc nào Ngài cũng nhắc đến dân tộc của mình. Không biết giờ này dân của mình ra sao? Có ai bị Cộng sản nó bắt bớ, đánh đập, trù dập, hay là nó giết chết trên đồn công an hay không? Rồi có ai có nhà nghèo, có cơm, có được trẻ em có được tới trường hay không? Có được bữa cơm tươm tất hay không? Ngài nghĩ cho đến từ đứa bé sơ sinh cho đến người già sống dưới một cái chế độ cộng sản độc tài, phi nhân, vô nhân tính, thì người dân của Ngài, đồng bào của Ngài quá ư là đau khổ. Trong khi Ngài ở một đất nước tự do dân chủ, Ngài muốn đồng bào của Ngài cũng phải giống như vậy. Vì vậy mà Ngài đã đấu tranh trên 40 năm nay, kể từ khi mà Ngài định cư tại Hoa Kỳ năm 1980. Đó. Thì quý vị nghĩ đi, đến giờ này là hơn 40 năm mà Ngài phải có những cái chiến lược, có suy nghĩ. Đó, cái chiến lược đó thuộc tầm chính lược lệnh, mà chính lược lệnh đó là xuất phát từ cái trí tuệ và trí huệ, sự minh sáng trong cái khối óc của Ngài mà ra, để cho ngày hôm nay. Quý vị thấy chưa, nếu như cách đây hơn 30 năm mà Đức Quốc Công chúng ta không triệt được, chặt được cái gốc cây, tức là Hồ Chí Minh đó, là người không phải là người Việt Nam đó, thì làm gì ngày hôm nay mà thắng được tàu cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim. Tất nhiên là thắng luôn cả Cộng sản Việt Nam. Và hiện giờ tàu cộng và những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đang nợ Đức Quốc Công chúng ta mỗi tên là 20 triệu Mỹ Kim, tức là 20.000 tỷ Mỹ Kim. Đó. Thì quý vị biết trong đó là có Nguyễn Xuân Phúc nè, Nguyễn Phú Trọng nè, Tô Lâm nè, Phạm Minh Chính nè, Phạm Bình Minh. Và đồng thời có 1 triệu tên đảng viên Cộng sản liên đới nữa. Cái gì thấy chưa? Đó. Và 5 tên này là Đức Quốc Công đã yêu cầu Tòa án Môi trường Quốc tế đã liệt vào một cái danh sách gọi là truy nã tội phạm. Vì vậy cho nên người dân đồng bào ở trong nước hãy an tâm. Chỉ cần lo tiếp tục trưng cầu dân ý. Ai chưa trưng cầu dân ý, tiếp tục trưng cầu dân ý. Chỉ vậy thôi. Đó. Thì chúng ta thấy sắp tới đây, từng bước là Đức Quốc Công sẽ được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc hộ tống trở về nắm chính quyền tại Việt Nam. Điều đó là hiển nhiên. Và trong cái thời điểm này, Đức Quốc Công của chúng ta cũng đang truy lùng tội phạm, truy lùng tài sản của tội phạm, cả tàu cộng và cả Cộng sản Việt Nam. Đó quý vị, đang truy lùng tài sản. Quý vị nên biết rằng lưới trời lồng lộng,
tuy thưa mà khó thoát lắm. Không thể nào thoát được. Nha quý vị. Đó. Nợ có đầu, quan gia có chủ. Cho nên chúng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả các anh em cán binh bộ đội cộng sản, đảng viên cộng sản. Hãy quay về với chính nghĩa dân tộc ngay từ bây giờ. Nợ có đầu, quan gia có chủ. Những năm tên đầu sỏ cộng sản mà Đức Quốc Công đã yêu cầu tòa án môi trường quốc tế đưa vào cái danh sách để mà truy nã tội phạm đó. Còn các anh chị em mà tướng tá nằm trong hàng ngũ công an cán bộ, bộ đội hay là đảng viên đảng cộng sản đó, thì với một cái chính sách chiêu hiền của Đức Quốc Công đưa ra, có nghĩa là với cái chủ trương là Việt cộng bỏ cộng còn Việt, đường lối là Việt không giết Việt, để cho các anh chị em có cơ hội quay về với chính nghĩa dân tộc bằng cách là ký đập mặt Hồ Chí Minh và trưng cầu dân ý. Đó, đây là một cái văn bản chúng tôi đưa cho quý vị xem, một cái văn bản nè, một cái văn bản để mà đó, một cái văn bản như thế này. Các anh chị em chỉ cần điền vô ký đập mặt Hồ Chí Minh. Nếu như mà ở Việt Nam không có cái văn bản này thì quý vị có thể dùng tiền tờ 1.000 gạch chéo cái mặt Hồ Chí Minh đó, rồi đưa cái cây bút vào đó mà ký đó, rồi gửi về Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc để mà chứng minh là mình ly khai với cộng sản, để chứng minh cái ranh giới, cái lằn ranh giữa quốc gia và cộng sản. Tại vì chúng ta là quốc gia Việt Nam Cộng hòa, chúng ta không có thể lẫn lộn với cộng sản. Đó, cho nên chúng ta cần phải ký đập mặt Hồ Chí Minh và trưng cầu dân ý. Đó là như vậy. Cho nên á, cái mục đích của Đức Quốc Công, cái hoài bão của ngài, cái nguyện vọng, ước mơ của ngài trên 40 năm nay, là mục đích của ngài là ngài phải quyết tâm lấy lại đất tổ. Đất tổ là đất của tổ tiên ông bà của chúng ta để lại từ bao ngàn năm nay. Mà cộng sản Tàu đó, Tàu Cộng đó, quý vị biết từ bao ngàn năm nay, từ bao lâu nay, lúc nào chúng cũng lăm le để mà qua chiếm, xâm lược, xâm lăng, để mà cướp nước Việt Nam chúng ta, để mà giết người dân chúng ta. Thì trước kia đó, chúng không thể nào đánh lại dân tộc của chúng ta. Đó, những bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, những bậc tiên đế của chúng ta trước kia thì chúng đánh, đem quân qua. Nếu như người dân chúng ta mà nhìn thấy được quân Tàu Cộng thì không thể nào chúng đánh lại. Tại vì dân Việt Nam chúng ta rất là anh hùng, bất khuất. Vì vậy cho nên chúng nó mới dùng một cái âm mưu thủ đoạn tinh vi hơn là cài cắm cái tên Hồ Chí Minh xâm nhập qua Việt Nam chúng ta để giả làm người Việt Nam. Giả làm người Việt Nam, lấy hồ sơ của tên Nguyễn Ái Quốc đó, ở Nghệ An, để mà mới chiếm được, mới cướp được cái chính quyền miền Bắc của chúng ta năm 1945. Vì vậy cho nên Đức Quốc Công đã nhìn ra và đã triệt được cái tên Hồ Chí Minh năm 1990. Vì vậy cho nên, tại vì Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam mà đem cái chủ thuyết cộng sản ở bên Tàu Cộng du nhập qua Việt Nam, thì chúng ta thấy bây giờ cái lá cờ đỏ mà sao vàng đó, cờ đó là cờ Phúc Kiến chứ không phải là cờ của tổ tông chúng ta. Cờ đó là cờ Phúc Kiến. Vì vậy cho nên anh chị em ở trong nước hãy đem những cái lá cờ Phúc Kiến đó mà quăng vào sọt rác. Hãy quăng vào sọt rác hoặc là đốt bỏ đi. Chứ chúng ta cái không có thể nào mà chúng ta nhận giặc làm cha, đem cái tên Hồ Tặc, cái tên Hồ Tặc, cái tên tội đồ của dân tộc, đúng không? Hồ Chí Minh nó là tội đồ của dân tộc, nó là Hồ Tặc. Chính vì tội đồ dân tộc, ngày hôm nay Đức Quốc Công mới thắng được Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim, là cái tội nó dám đem tên Hồ Chí Minh đó du nhập và xâm nhập vào Việt Nam đó, để gây ra biết bao nhiêu tội ác, cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ, đạo văn, rồi tạo ra cái, lập ra cái đảng cộng sản, giết người, cướp bóc, cướp nhà, cướp cửa, cướp đất,
cướp ruộng, cướp vườn, đó, rồi giết dân ta. Như vậy đó, cho nên cái tội ác đó Đức Quốc Công đã có những bằng chứng, tức là nhân chứng, vật chứng đầy đủ hết. Thì quý vị biết cái hồ sơ mà đơn kiện 232 trang, tội ác của Tàu Cộng sản Việt Nam là trên 4.000 trang. Vì vậy cho nên ngày hôm nay mới thắng được nó, thắng được Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, là số tiền lên đến 38.000 tỷ Mỹ Kim. Đó, một cái chiến thắng vĩ đại, một cái chiến thắng vẻ vang, một cái chiến thắng to lớn lịch sử nhất thế giới, gọi là chấn động long trời lở đất nhất thế giới. Ở bên Hoa Kỳ này rầm rộ, nhiệt liệt, trên 300 cơ quan truyền thông báo chí của Mỹ ca ngợi Đức Quốc Công, việc làm của Đức Quốc Công, cái sự chính nghĩa của Đức Quốc Công, và ca ngợi cái tiểu sử của Ngài. Quý vị biết tờ báo nào cũng có hình ảnh chân dung của Đức Quốc Công. Vậy mà ở trong nước không nghe nói gì hết. Không nghe nói gì hết. Tại vì Đảng Cộng sản hiện nay nó đang sợ. Quý vị có biết nó đang run sợ không? Tại vì những năm tên đầu sỏ Cộng sản nó đang bị truy nã. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Vì vậy không chừng nó đang tìm cách, nó đang lủi trốn nữa, tìm cách để mà tẩu thoát nữa. Cho nên đồng bào trong nước chúng ta hãy yên tâm. Hãy yên tâm. Cho nên Cộng sản hay tạo ra, nó hay đứng sau lưng, nó tạo ra những cái diễn đàn sôi nổi, chửi lộn nhau, sôi nổi nhau. Để làm chi? Để cho người dân của chúng ta chú ý đến những diễn đàn đó, xem, theo dõi, không có còn nghĩ đến đất nước của mình ra làm sao. Quý vị biết từ khi mà từ ngày 10 cái coi tòa án môi trường quốc tế đó mà phán quyết ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến nay đó, thì quý vị thấy không, Cộng sản Việt Nam nó điêu đứng, nó gọi là tam sao thất bổn, tức là nó tá quả tâm tinh, nó điêu đứng rồi, nó coi như là nó không còn à. Nó biết là ngày tàn nó phải đến, là nó sắp tan rã rồi. Vì vậy mà nó muốn tạo ra những cái xì căng đan, những cái câu chuyện, những cái sự kiện gì đó để mà bùng nổ lên ở trong nước, có những cái gì đó để cho người dân mình tập trung chú ý vào cái vấn đề đó, không có còn nghĩ đến vấn đề cứu nước nữa. Mà quý vị biết có trên 300 cơ quan truyền thông báo chí Mỹ ca ngợi. Mà Cộng sản á, quý vị biết không, nó lo nó gỡ, có tờ báo nào đưa lên trang Facebook cái nó gỡ xuống, nó sợ người dân coi, người dân Việt Nam trong nước coi rồi biết được là có một chính phủ thật sự chính danh, hợp pháp, chính nghĩa và hợp lòng dân đó, mà nó sợ Đức Quốc Công của chúng ta, cho nên nó sợ người dân biết được. Vì vậy cho nên chúng ta biết được, chúng ta phải loan tải thông tin này đến cho người dân. Chúng ta sẽ rỉ tai nhau, sẽ nói truyền miệng nhau, tức là nhân gian truyền khẩu đó, gọi là nhân gian truyền khẩu đó. Chúng ta phải nên truyền miệng cho nhau để biết được là hiện nay chúng ta có một tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa là Đức Quốc Công, tổng thống Đào Minh Quân đó, và chúng ta có một chính phủ thật sự để mà lo cho dân, chăm sóc cho dân. Sắp tới đây chúng ta phải vui mừng, hãnh diện, tự hào, và chúng ta vinh dự có được tổng thống Đào Minh Quân, một vị tổng thống của lòng dân, một vị tổng thống thương dân yêu nước vô bờ bến. Và hiện nay tổng thống Đào Minh Quân có hơn 8 triệu phiếu của người dân Việt Nam trên toàn thế giới, từ trong ra ngoài nước bầu ngài làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trên tinh thần tự do và tự nguyện. Còn trong khi 5 tên đầu sỏ Cộng sản không có một lá phiếu nào của người dân. Như vừa rồi chúng nó, chẳng qua chúng nó phải bày mưu tính kế, gọi là hát tuồng hát chèo, đem cái thùng phiếu từng nhà năn nỉ người dân. Người dân người ta đâu có bỏ, người ta nói có biết ai đâu mà bỏ, biết ông nào, cha nào mà lo cho dân đâu mà bỏ. Rồi nó bỏ giùm.
Cái đó là cũng như là một cái trò ảo thuật, một cái phường chèo hát tuồng hát bội cho vui thôi, chứ người dân người ta đâu có tự nguyện, đúng không? Còn chúng ta, Đức Quốc Công chúng ta là được dân bầu trên tinh thần tự do và tự nguyện, thì ai đồng ý bầu, bỏ phiếu bầu Đức Quốc Công thì vào cái link trưng cầu dân ý, một cái link điện tử an toàn và được bảo mật rất là cao đó, thì phải bấm vô bỏ phiếu, ghi thông tin và bấm chỗ gửi đi đó. Chứ chúng ta đâu có đem cái thùng phiếu mà chúng ta đến tận nhà mà chúng ta năn nỉ người này người kia đâu, quý vị thấy không? Đó, cho nên đó, chúng ta, quý vị thấy đó, vì vậy mà chúng ta rất là vui mừng trong năm 2021 này là chúng ta phải giải tán Đảng Cộng sản cho bằng được. Tại vì bây giờ quý vị biết mỗi tên đầu sỏ Cộng sản nó nợ Đức Quốc Công ngập đầu luôn. Mỗi tên nợ 20 triệu Mỹ Kim, 20 ngàn triệu Mỹ Kim, tức là 20 tỷ Mỹ Kim đó. Quý vị nghĩ đi, tất cả tài sản của chúng nó không có trả đủ, bây giờ không chừng cũng tìm đường tẩu thoát luôn. Đó, rõ ràng là chúng nó đang nợ ngập đầu, thì chúng nó không có cái tư cách gì để mà gọi là lãnh đạo đất nước Việt Nam nha. Tại vì chúng nó là một cái nhà cầm quyền phi pháp, một cái Đảng Cộng sản Việt Nam, một cái nhà cầm quyền bất hợp pháp, là do cái tên Hồ Chí Minh cướp nước chúng ta, lập ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam, lập ra cái nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam, cầm quyền của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy cái nhà cầm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó không phải là của dân, do dân và vì dân, mà chỉ có là cai trị dân, ăn hiếp dân, trù dập dân. Bây giờ con virus Vũ Hán lây lan bệnh tật rồi, có cái phương cách gì, có cái gì, cách gì để mà giúp đỡ cho người dân không? Có cho tiền người dân không? Có cho gạo người dân ăn không? Có lo lương thực thuốc men cho người dân không? Có lo chích ngừa cho người dân chúng ta không? Quý vị thử nhìn đi, có lo gì cho dân mình không? Cho nên cái Đảng Cộng sản này không phải là của người Việt Nam lập ra, bầu ra, không phải là của dân, không có do dân và vì dân. Vì vậy cho nên chúng ta phải tẩy chay Đảng Cộng sản, phải giải tán Đảng Cộng sản. Mà chúng ta muốn có một cái đời sống tự do, no ấm, một cuộc sống, tức là một cái xã hội nhân bản, nhân văn, một cái xã hội văn minh, đầy tình người, thì chúng ta phải thay đổi chế độ bằng, thay đổi chế độ Cộng sản bằng chính thể Việt Nam Cộng hòa. Thì chính thể Việt Nam Cộng hòa hiện nay chúng ta có ngài Đức Quốc Công là Tổng thống Đào Minh Quân, là vị Tổng thống thứ 3 của Việt Nam Cộng hòa đang ở tại Hoa Kỳ. Chúng ta phải biết cái điều đó. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta ở trong nước phải ý thức được một điều. Nếu như ai chưa trưng cầu dân ý, hiện nay là Đức Quốc Công đã được hơn 8 triệu phiếu, nhưng mà tính ra người dân trong nước 90 mấy triệu người dân, mà tính tuổi từ 18 tuổi trở lên là 40 mấy triệu người, 40 mấy triệu người dân, thì còn rất nhiều người chưa trưng cầu dân ý, thì phải lo trưng cầu dân ý để mà có cái số ID khi mà Đức Quốc Công về nước để mà làm thẻ căn cước Việt Nam Cộng hòa cho quý vị. Đó là cái quyền lợi của quý vị đó nha. Cho nên chúng tôi cứ nhắc nhở, tại sao chúng tôi thường xuyên nhắc nhở người dân trong nước phải lo trưng cầu dân ý. Đó là quyền lợi của quý vị. Và chúng tôi cũng xin nhắc nhở đến tất cả anh chị em cán binh bộ đội Cộng sản phải quay về với chính nghĩa dân tộc ngay bây giờ, vẫn còn kịp. Đừng có để khi Đức Quốc Công về nước thì lúc đó quý vị có hối hận cũng không kịp đâu. Tức là Đức Quốc Công cũng không có làm gì quý vị, nhưng mà quý vị sẽ không có cái quyền lợi của một người công dân trong một quốc gia nha.
quý vị không có trưng cầu dân ý, không ký đập mặt Hồ Chí Minh, quý vị sẽ không có quyền lợi của một công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin nói rõ điều này. Và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là vị tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hiện nay. Chúng tôi nói rõ để cho các anh em bộ đội, cán binh bộ đội Cộng sản biết được. Còn tên Tô Lâm đang có lệnh truy nã trên toàn thế giới đó, toàn cầu đó. Cho nên các anh chị em không có nghe lệnh của Tô Lâm, mà phải chờ lệnh, phải án binh bất động, chờ lệnh của Tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là chủ nhân của đất nước Việt Nam và là chủ nhân của Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa, và chủ nhân của kho dầu khí ngoài Biển Đông và cả Trường Sa, Hoàng Sa và đất nước Việt Nam và không phận, hải phận của Việt Nam. Chúng tôi nói rõ cho quý vị biết. Đó. Cho nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là một chính phủ đã song hành giữa chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và chính phủ Hoa Kỳ trên 30 năm nay, có những cái chiến lược quan trọng. Và quý vị có biết rằng là Đức Quốc Công đã có nhiều công hàm của Hoa Kỳ gửi cho Đức Quốc Công và 27 quốc gia Liên Hiệp Âu Châu đã gửi 3 công hàm, và trong cái 3 công hàm đó là có 2 cái nghị quyết rất là quan trọng để mà Đức Quốc Công có quyền phong tỏa tài sản của những tên đầu sỏ Cộng sản tại Âu Châu. Nói cho quý vị biết luôn, tại vì chúng nó phạm cái gọi là nhân quyền, tôn giáo và nhân quyền của con người Việt Nam. Nói cho quý vị biết. Cho nên hiện nay là Đảng Cộng sản, nhà cầm quyền của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có quyền hạn gì với nhân dân Việt Nam. Không có quyền hạn gì. Tại vì chúng nó là những tên cướp. Đảng Cộng sản là chỉ là một đảng cướp. Và người dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam phải biết rằng hiện nay, anh chị em, chúng ta, đồng bào Việt Nam chúng ta có một chính phủ thật sự chính danh, hợp pháp và chính nghĩa đang hiện hữu tại đất nước Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang chuẩn bị từng bước trở về Việt Nam để mà nắm chính quyền, để giải quyết các vấn nạn tại Việt Nam, để là lo cho người dân Việt Nam chúng ta. Cho nên toàn dân Việt Nam chúng ta phải lo trưng cầu dân ý và chuẩn bị cờ vàng ba sọc đỏ để mà chào đón Đức Quốc Công hồi hương. Đó, chúng tôi nói rõ cho đồng bào trong nước biết. Và hãy vui mừng lên. Hãy vui mừng lên, phải hân hoan. Hãy hãnh diện, tự hào và hãnh diện. Hiện nay là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta đã thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim và Cộng sản Việt Nam. Và trong đó có 1 triệu đảng viên phải chịu liên đới nữa. Nói cho quý vị biết. Đó. Thì chúng ta phải biết để mà vui mừng, vững vàng, tiến bước. Và tương lai Việt Nam của chúng ta đó là có tương lai một ngày mai tươi sáng trên quê hương Việt Nam sắp tới đây. Đó, quý vị thấy đi. Đảng Cộng sản Việt Nam do cái tên Hồ Chí Minh du nhập vào cai trị đất nước của chúng ta ngoài miền Bắc trên 75 năm, trong miền Nam trên 45 năm. Người dân chúng ta càng ngày càng nghèo đói. Cái một cái xã hội càng lạc hậu, càng nghèo đói. Những cái dinh thự to lớn, những cái nhà giàu là ai? Người dân chúng ta có được ở trong những cái biệt thự không? Những cái nhà cao tầng không? Những cái nơi khang trang đầy đủ tiện nghi không? Người dân chúng ta có được những cái xe hơi đồ, những cái siêu xe để mà đi không? Được ăn những cái thức ăn mà gọi là không quá chất không? Không. Chỉ có những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam
những tên trùm cộng sản Việt Nam, nó mới hưởng những cái đó thôi. Còn người dân chúng ta làm gì có, đúng không quý vị? Nghèo rớt mồng tơi. 70% người dân chúng ta là nghèo, nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rớt mồng tơi. Ở nhà trọ, nhà thuê, nhà mướn, không có tiền. Đó. Cho nên chúng ta phải biết được rằng Đức Quốc Công rất là thấu hiểu những cái nỗi lòng của người dân trong nước. Ngài rất là thấu hiểu những cái sự đau khổ, cùng cực, nghiệt ngã của người dân đồng bào của Ngài ở trong nước như thế nào. Mà Ngài phải hy sinh tất cả, phải dốc tâm huyết của Ngài bằng mọi cách. Ngài phải cứu cho được đất nước và dân tộc Việt Nam. Ngài phải lấy lại được đất nước, lấy lại đất tổ với cứu cánh là không làm khổ dân. Lấy lại đất nước Việt Nam để mà trân trọng trao lại cho thế hệ tuổi trẻ Việt Nam mai sau, để mà gìn giữ giang sơn xã tắc, để mà cùng nhau, để mà cùng nhau xây dựng kiến thiết đất nước. Vì vậy cho nên chúng tôi mới chân thành kêu gọi các anh chị em đảng viên cán binh bộ đội cộng sản hãy quay về với chính nghĩa dân tộc ngay từ bây giờ, bằng cách là tham gia trưng cầu dân ý và ký đập mặt Hồ Chí Minh, để mà cùng hiệp về một mối với người dân tộc Việt Nam. Tại vì các anh cũng là người Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải bảo vệ giang sơn gấm vóc, sơn hà xã tắc của người của Việt Nam chúng ta đó. Chúng ta quay về một mối để mà chúng ta giải tán cái đảng cộng sản, giải tán chủ thuyết đảng cộng sản. Quý vị nên hiểu rõ điều này. Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh Quân là dẹp cái chủ nghĩa cộng sản, giải tán đảng cộng sản, chứ không phải là về đó để mà giết các anh chị em theo cộng sản, không phải giết con người các anh. Cho nên là Đức Quốc Công rất là hy vọng và mong mỏi các anh với một cái chủ trương Việt cộng bỏ cộng còn Việt, đường lối là Việt không giết Việt, để làm gì? Để cho các anh có cơ hội để mà quay về với chính nghĩa dân tộc. Rất là đơn giản, chỉ cần ký được mặt Hồ Chí Minh như thế này, trên một cái văn bản như thế này thôi đó, một cái văn bản như thế này. Còn nếu các anh không có văn bản này thì các anh chị em có thể lấy cái đồng tiền 1.000 gạch chéo cái gương mặt Hồ Chí Minh, gạch chéo cái mặt Hồ Chí Minh, rồi đặt cái bút đó nhờ ai chụp hình cho mình đó. Đó là như vậy đó. Cho nên còn các anh chị em âm thầm làm đơn tham gia vào chính phủ càng tốt. Những việc làm của các anh âm thầm làm gì mà những tên đầu sỏ cộng sản nó biết được. Các anh chị em phải biết rằng hiện nay đó là Tàu Cộng đó, nó đã kềm tỏa đất nước mình rồi, kềm tỏa người dân mình rồi. Tại vì đảng cộng sản chỉ là tay sai của Tàu Cộng, làm theo lệnh trên thôi. Thí dụ như Tàu Cộng nó nói nó muốn cướp cái khu vực nào, nó muốn lấy đất chỗ nào, nó kêu nó in tiền ra được mà, nó in tiền cu hồ ra được, đúng không? Rồi nó chỉ ra lệnh cho những tên đầu sỏ, những tên đầu sỏ mới chỉ xuống dưới quận, huyện, phường, xã gì đó, đi cướp cái khu vực đó đi, nói là nằm trong cái quy hoạch đó, đó quy hoạch mà nó quy họa cho dân, thì nó đuổi người dân đi, hay là nó bồi thường, có bao giờ nó bồi thường xứng đáng không? Thí dụ 1 triệu thì nó bồi thường có chừng mấy ngàn thôi, rồi lấy cái tiền nó làm cái gì? Cho nên người dân không có đồng ý, không đồng ý thì nó vẫn đuổi đi, nó vẫn trục xuất, nó vẫn đem xe xúc xe đồ lại nó ủi đi ra đường, rồi muốn ăn đâu ở đâu mặc kệ, chết sống mặc kệ, nó đâu có lo. Ăn cướp mà sao nó lo cho dân được quý vị? Vì vậy mà chúng ta phải hiểu được bây giờ người dân trong nước của chúng ta, mặc dù là quý vị biết báo chí của Hoa Kỳ đăng tải về thông tin của Đức Quốc Công, về cái tin mà Đức Quốc Công thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim đó, quý vị có biết là trên 300 cơ quan truyền thông báo chí Mỹ không? Trên 300 cơ quan truyền thông báo chí Mỹ đăng tải ca ngợi cái sự thành công của Đức Quốc Công ngày hôm nay là thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim, và những cái việc làm của Ngài vinh danh lên những cái tiểu sử của Ngài rất là phải nói là vang dội lẫy lừng cả thế giới. Mà trong nước thì cộng sản nó bưng bít, nó không dám cho người dân biết, nó bưng bít,
Đó. Quý vị cũng biết, chẳng hạn như những diễn đàn của chúng tôi đây, những diễn đàn, những cái lời nói chính nghĩa của chúng tôi đây, nó chẳng đâu có cho xem. Đó. Nhưng mà không sao. Thông tin đại chúng bây giờ không thể nào mà cộng sản nó cấm được người dân chúng ta. Đúng không? Cho nên là anh chị em ở trong nước hãy an tâm. Chúng ta có một chính phủ thật sự chính danh, hợp pháp, chính nghĩa và hợp lòng dân. Thế quốc tế rất là mạnh và thế quốc dân hiện nay cũng rất là mạnh. Chỉ cần chúng tôi chỉ lên diễn đàn, lên đây để mà kêu gọi tất cả anh chị em, là tại vì Đức Quốc Công rất thương anh chị em đồng bào ở trong nước, từ Nam Trung Bắc. Tại vì tất cả người Nam, người Trung, người Bắc cũng là người Việt Nam, cũng là máu thịt Việt Nam, cũng là anh em máu đỏ da vàng, là dân tộc Việt Nam. Thì như Ngài Đức Quốc Công đã từng giảng dạy, dân tộc Việt Nam từ trong ra ngoài nước là một, là một. Và chúng ta phải đoàn kết yêu thương nhau để mà cùng nhau tái kiến thiết đất nước. Khi mà Đức Quốc Công về nước, phải cùng nhau tái kiến thiết đất nước để chúng ta đưa đất nước mình gọi là hùng cường, thịnh vượng, giàu mạnh lên, ngang hàng với năm châu bốn biển chứ, đúng không? Đó. Rồi chúng ta đuổi tàu cộng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nếu như nó là tàu cộng, nó qua đây nó giả dạng là công nhân hay là kinh doanh cái gì đó, mà nếu Đức Quốc Công, chính phủ chúng ta, tàu cộng là đuổi nó về bên tàu nó ở, nó không có tư cách nó ở lại nước Việt Nam chúng ta. Đất nước Việt Nam là của người dân Việt Nam. Đất nước Việt Nam là của chúng ta, là của người dân Việt Nam. Mà quý vị nên biết rằng đất nước này là của chung, không của riêng ai. Thì tất cả người dân chúng ta phải có ý thức được cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của một người công dân trong một đất nước của mình. Những gì cần làm, Đức Quốc Công trên 40 năm nay, Đức Quốc Công đã làm hết cho người dân Việt Nam rồi. Ngài đã làm hết tất cả rồi. Ngày hôm nay thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim. Một cái thắng lợi vang dội, vang danh, lẫy lừng trong lịch sử, trên toàn thế giới. Mà người dân Việt Nam trong nước không hề biết. Không có một nhà ái quốc nào mà cất lên một lời nói chính nghĩa, một lời nói công chính để mà nói lên cái sự kiện này. Chúng ta chỉ cần nói lên sự thật thôi. Sự thật thôi. Những gì Đức Quốc Công Tổng thống làm, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đó, làm cho người dân Việt Nam chúng ta, đó là sự thật. Đó là sự thật. Mà Cộng sản rất là sợ, rất là sợ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Cho nên chúng nó chặn hết những cái thông tin. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta biết rồi đó. Chúng ta có internet, có mạng, không? Thông tin đại chúng, cho dù bưng bít cỡ nào cũng không thể ngăn chặn được lòng dân. Và khi lòng dân đã nhìn ra được một cái xã hội, một cái đảng cộng sản ăn cướp, một cái nhà cầm quyền thối nát, không lo cho dân, không hề lo cho người dân chúng ta. Bây giờ con virus Vũ Hán nó tràn, cái dịch Vũ Hán đó nó tràn khắp nơi nước Việt Nam chúng ta. Rồi quý vị hỏi nhà cầm quyền cộng sản nó có lo cho dân mình không? Hả? Chứ còn ở bên Mỹ này đó, một cái đất nước dân chủ tự do đó, là chính phủ Mỹ, cho dù ông nào lên làm tổng thống đi chăng nữa cũng đều lo cho người dân, cũng lo cho người dân từ tiền bạc, từ thức ăn, thức uống đầy đủ hết. Và chúng tôi ở đây cũng chích ngừa hết. Trong khi đó là Hoa Kỳ, Nhật hỗ trợ thuốc chích ngừa về cho người dân Việt Nam. Vậy thì những tên đầu sỏ cộng sản nó có đem chích cho người dân mình không? Quý vị thử hỏi đi, có chích cho người dân mình không? Rồi người dân mình á, coi như là cái bệnh dịch vừa rồi đó, là nó phong tỏa từng vùng, nhưng mà phong tỏa rồi người dân mình không có đi ra khỏi nhà, không đi làm ăn có tiền, thì nó có phát gạo cho ăn không? Có phát lương thực cho dân mình ăn không? Nó đâu có lo đâu. Đó. Vì vậy mà chúng ta phải thấy đảng cộng sản
không có lo cho dân. Tại vì nó không phải là của dân, do dân và vì dân, thì lấy cái gì nó lo cho dân? Cho nên người dân trong nước chúng ta phải biết được, chỉ có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là người duy nhất để mà giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Đó. Chỉ có ngài là một đủ tư cách, đủ điều kiện đại diện tiếng nói của người Việt Nam trên thế giới. Tại vì hiện nay ngài có được trên 8 triệu phiếu của người dân Việt Nam trên toàn thế giới, từ trong ra ngoài nước bầu chọn ngài làm tổng thống thứ 3 của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là thế quốc dân, đó là lòng dân muốn thay đổi một cái chế độ thối nát, vô nhân tính, vô nhân đạo, độc ác, tàn ác đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Tại vì sao? Tại vì Đảng Cộng sản này là của Tàu Cộng, là do cái tên Hồ Tặc, Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một tội đồ của dân tộc Việt Nam. Giả làm người Việt Nam, lấy hồ sơ của Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam để xâm nhập vào Việt Nam chúng ta, đem cái chủ thuyết Cộng sản, cái lá cờ đỏ sao vàng đó là của tỉnh Phúc Kiến đem vào Việt Nam chúng ta. Cho nên anh chị em phải tỉnh thức đi, phải tỉnh thức, phải sáng mắt, sáng lòng đi, để mà cùng nhau cứu nước, để mà Đức Quốc Công trở về sớm, để lo cho người dân, đem về một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một cái chế độ văn minh, nhân bản, nhân văn, đầy tình người, đầy tình yêu thương. Ngài đem về một trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, chỉ phục vụ và cống hiến cho người dân. Ngài chỉ phục vụ và cống hiến. Ngài không bao giờ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của mình. Tất cả những gì Ngài làm là vì dân tộc và đất nước Việt Nam. Đó. Thì ngày hôm nay, chúng ta đã có một cái thắng lợi. Thắng lợi tức là vĩ đại, vẻ vang, lịch sử trên toàn thế giới. Một cái chiến thắng bất ngờ, triệt để. Cho nên chúng ta phải biết được cái giá trị của chúng ta. Chúng ta phải biết cái giá trị chúng ta bây giờ rất là quan trọng, là chúng ta phải cùng nhau cứu nước. Anh chị em nào mà chưa trưng cầu dân ý thì phải lo trưng cầu dân ý ngay từ bây giờ, và ký đập mặt cái tên Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc, chứ không có phải là Bác và Đảng. Hồ Chí Minh không phải là danh nhân thế giới. UNESCO không có vinh danh Hồ Chí Minh. Tại vì năm 1989, khi mà Bắc Bộ Phủ nộp hồ sơ xin vinh danh Hồ Chí Minh tại UNESCO, thì bị Đức Quốc Công yêu cầu Liên Hiệp Quốc, rồi Liên Hiệp Quốc yêu cầu Đảng Cộng sản trưng cái dấu tay của Hồ Chí Minh đang hoàng tại Ba Đình để so sánh cái dấu tay của Nguyễn Ái Quốc mà đang lưu trữ tại Sở Liêm Phóng phòng nhì của Pháp. Thì Đảng Cộng sản nó té ngửa, nó đâu có dám xuất trình cái dấu tay của Hồ Chí Minh đăng hoàng tại Ba Đình đâu quý vị. Không bao giờ dám xuất trình. Tại vì Hồ Chí Minh đó là Hồ Chí Minh giả. Hồ Chí Minh đó không phải là người Việt Nam, là Tàu Cộng, là giả. Vì vậy cho nên là không có dám xuất trình dấu vân tay của Hồ Chí Minh. Thì những cái tội ác mà Hồ Chí Minh nó tạo ra cho người dân, cho đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta, làm thương tổn từ tinh thần đến vật chất con người và đất nước Việt Nam chúng ta gần một thế kỷ này, thì nó nợ nhân dân Việt Nam chúng ta 38.000 tỷ Mỹ Kim mà Đức Quốc Công đã thắng kiện, thì coi như là Tàu Cộng, Tập Cận Bình và Đảng và năm tên đầu sỏ Đảng Cộng sản Việt Nam chúng tôi nói đó, là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Phạm Minh Chính và Phạm Bình Minh, là đang nợ Đức Quốc Công ngập đầu luôn. Đó là 38.000 tỷ Mỹ Kim, quý vị tưởng ít lắm hả? Cả cái nước Tàu cũng chưa có trả đủ luôn, nói cho quý vị biết. Và tất cả những tài sản mà năm tên đầu sỏ này
nó đã ăn cướp của nhân dân Việt Nam, và nó đã từng ăn cắp tài nguyên thiên nhiên của đất nước, từ rừng cho đến biển, cho đến dầu khí tại Biển Đông. Nó sao nó mua mấy cái biệt phủ, nó mua xe hơi, nó mua đủ thứ tài sản tiền bạc, nó đem gửi Hoa Kỳ, gửi các nơi, nó gom hết, nó cũng không có trả, không có đủ trả cho Đức Quốc Công. Mỗi tên đầu sỏi cộng sản Việt Nam là 20.000 triệu Mỹ Kim, nó lấy cái gì nó trả, nhưng mà không trả đâu có được đó. Thì trước sau gì năm tên đầu sỏi cộng sản này cũng lưới trời cũng không có tha. Mà quý vị biết á, năm tên này đã liệt kê, đã nằm trong cái danh sách truy nã tội phạm tại tòa án môi trường quốc tế tại Hoa Kỳ. Quý vị có biết không? Đó. Cho nên người dân trong nước chúng ta đâu có biết cái gì đâu. Tại vì nó bưng bít, nó che đậy trơn tráo rồi. Đúng không? Đó. Cho nên ngày hôm nay nếu như anh chị em nào biết thì cũng phải loan tin, loan tải phổ biến những cái thông tin này đến cho tất cả người dân trong nước đều được biết, để mà chúng ta thoát khỏi bàn tay ác độc của cộng sản, cái nhà gọi là cái cai trị, cái sự cai trị thống trị, và người dân Việt Nam chúng ta từ đây trở đi sẽ được giải thoát. Đó, thì Đức Quốc Công sẽ đem lại tự do cho Việt Nam. Ngài sẽ đem lại tự do cho Việt Nam. Đó. Thì quý vị nghĩ đi, trên cái thế gian này, trên cái thế giới này, không ai làm được như Ngài Đức Quốc Công đâu. Nói cho quý vị biết, không có ai, một người thứ hai nào, không có ai mà thương người dân Việt Nam, không có ai mà thương đất nước Việt Nam, không có ai mà hy sinh, mà có đủ cái tài năng, khả năng, trí tuệ và trí huệ minh sáng mà như Đức Quốc Công đâu. Không có ai thương người dân bằng Tổng thống Đào Minh Quân đâu. Nói cho quý vị biết. Cho nên chúng tôi muốn chân thành nói với đồng bào ở trong nước rằng Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài rất thương đồng bào Việt Nam, rất thương người dân Việt Nam chúng ta đó, từ Nam Trung Bắc. Cho nên quý vị đừng có ngại, hãy an tâm. Đừng có nói rằng tôi ở miền Bắc không biết Đức Quốc Công Tổng thống về có thương không. Ngài thương tất cả. Tại vì Ngài từng nói, từng huấn từ với Ngài giảng rằng, Ngài nói là Ngài rất thương người dân miền Bắc, nhất là bộ đội miền Bắc. Tại vì người dân ngoài miền Bắc là tiếp cận với Tàu Cộng. Mà tiếp cận với Tàu Cộng thì quý vị biết nó tẩy não, nó nhồi sọ kỹ lắm. Đó, nó nhồi sọ kỹ lắm. Quý vị đừng có nghĩ rằng là những người mà có tiền ở trong nước là yên ổn, là bình an nha, không có đâu. Khi mà Tàu Cộng mà nó lấy được nước mình đó, rồi lúc đó quý vị sẽ biết, nó sẽ giết những người giàu trước, nó lấy của những người giàu, nó giết trước, nó giết những anh em công an bộ đội, cán binh bộ đội trước. Tại vì những quý vị có súng mà, cho nên nó phải tiêu diệt trước. Còn người dân á, người dân gọi là dân lành á, dân hiền thì nó giết sao, để làm gì? Nó lấy đất của mình thôi, rồi nó đem dân của nó qua ở đó, cho quý vị biết. Là tức là mình sẽ bị diệt chủng đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta còn rất là may mắn, coi như là Thượng Đế ơn trên ân điển cho người dân Việt Nam chúng ta có một đấng minh quân cứu nhân độ thế, có được Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là cứu nhân độ thế, là coi như là giúp dân cứu nước Việt Nam chúng ta thoát khỏi cái bàn tay cộng sản, thoát khỏi cái gọi là Tàu Cộng, cái sự mà kềm kẹp, cái sự mà thống trị của Tàu Cộng. Quý vị bị biết hả, nước Việt Nam mình là Tàu Cộng nó đang thống trị đó, nói cho quý vị biết. Nhưng mà nó không có ra mặt, nó ở bên Tàu á, nhưng mà nó ra lệnh cho mấy tên đầu sỏ này, năm tên đầu sỏ này phải làm theo lệnh của Tàu, là phải làm, không làm là được với nó hả, không làm là nó giết đủ mọi cách, bằng chất phóng xạ nè, đủ thứ cách lắm, nói cho quý vị biết đó. Cho nên là ngày hôm nay là người dân chúng ta quá ư là đau khổ rồi,
ở trong nước quá ư là đau khổ rồi. Nói cái bệnh bệnh dịch, quý vị biết không, dịch nó này đâu ra, từ bên Tàu nó đem qua đó, nó lây lan đó. Tại vì ở Việt Nam mình đâu có đóng cửa khẩu đâu, đúng không? Đó, rồi nó qua nó lây lan, ngày hôm nay ở Việt Nam chúng ta quá trời bệnh. Rồi bây giờ quý vị thấy như sao? Con virus mà nó bay trong không khí, rồi mình ai mà hít ngửi vô là coi như chết. Rồi ai cứu? Mà đảng Cộng sản quý vị thấy nó có cái phương cách gì mà để nó lo cho dân mình không? Không có. Đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi á là cũng muốn nhắc nhở anh chị em ở trong nước, chúng ta phải ý thức một điều, cái trách nhiệm của chúng ta là một người công dân trong một cái quốc gia. Chúng ta muốn cứu nước thì chúng ta phải đồng lòng, đoàn kết, nói với nhau những cái thông tin tốt đẹp, những cái sự thật mà Đức Quốc Công ở đang ở tại Hoa Kỳ mà đã làm trên 40 năm nay cho người dân Việt Nam. Thì bây giờ người dân Việt Nam chúng ta chỉ cần ai chưa trưng cầu dân ý thì lấy cái phone ra, bấm cái đường link www.trưngcầudânýviết tắt.us, điền đầy đủ thông tin, chấm cái chỗ gửi đi. Thế là xong. Thì trên cái link đó sẽ hiện ra cái số ID. Thì mình giữ cái số ID đó mình ghi lại đó, để sau này Đức Quốc Công về thì sẽ làm căn cước cho quý vị. Đó là cái quyền lợi của quý vị, để sau này được hưởng những cái quyền lợi phúc lợi của một người công dân Việt Nam Cộng Hòa, công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn nếu mà vị nào mà không trưng cầu dân ý thì sau này không có quyền lợi. Thì chừng đó rồi đừng có nói hối hận, tại vì anh này chị kia ai cũng có, hàng tháng có quyền lợi, có tiền, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có vật chất, đi đau bệnh, đi khám bệnh, chữa bệnh không tốn tiền, đi nhà thương không tốn tiền, con em đi học không tốn tiền, cái gì cũng được chính phủ lo, còn mình thì không được như người đó. Ủa tại sao mình không trưng cầu dân ý? Đúng không? Đó. Tại sao mình không trưng cầu dân ý? Chỉ có bỏ ra cả 5 phút thôi mà mình không làm được. Rồi tới hồi sau này mình không có được những cái quyền lợi phúc lợi đó thì lúc đó hối tiếc muộn rồi, đúng không nào? Đó, cho nên chúng tôi lên diễn đàn thường xuyên mà nhắc nhở đồng bào trong nước, mà đồng bào trong nước không ý thức được cái bổn phận của quý vị thì chúng tôi cũng phải chịu thôi, đúng chưa? Đó, mà chúng ta muốn cứu nước là trong đó cũng có anh chị em và gia đình của anh chị em. Bây giờ trong cái thời điểm này, cứu nước là không có tốn một giọt máu, không tốn một giọt mồ hôi. Là đây là Đức Quốc Công đã đi bằng con đường nhân tâm. Lấy tâm làm gốc. Không có cho để cho người dân tốn một giọt máu nào. Không có tốn một giọt mồ hôi nào. Đó. Vì vậy mà chúng ta phải ý thức được bổn phận trách nhiệm của mình. 40 mấy năm nay, những gì cần làm, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã làm tất cả cho người dân. Mà chúng ta chỉ có một việc bỏ ra cái 5 phút đồng hồ. Chúng tôi nói 5 phút chứ thật sự nhiều khi chưa đến. Đó. Mà chúng ta không làm thì sau này sẽ mất đi rất nhiều cái quyền lợi đó quý vị. Đó. Thì hôm nay chúng tôi, mục đích chúng tôi lên đây để mà phổ biến những cái thông tin, tin vui của chúng ta là hiện nay là trên 300 cơ quan truyền thông báo chí của Mỹ tại Hoa Kỳ đã ca ngợi việc làm thành tích, thành công vĩ đại của Đức Quốc Công thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim. Và báo chí Mỹ ca ngợi tiểu sử của Đức Quốc Công, quá trình hoạt động của Đức Quốc Công từ khi mà định cư tại Hoa Kỳ năm 1980 cho đến hôm nay, là ngài làm việc liên lũy, đêm không ngủ mà ngài không nghỉ ngơi để có ngày hôm nay, để có cái thắng lợi ngày hôm nay. Đó, thì chúng ta phải biết
Nếu như chúng ta không có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì Tàu Cộng nó đã nuốt chửng cái nước Việt Nam chúng ta lâu rồi nghe quý vị. Nuốt lâu rồi. Người dân Việt Nam chúng ta sẽ khổ lắm. Cho nên chúng ta may mắn. Đó là món quà ân điển của Thượng Đế ban tặng cho Việt Nam chúng ta đó. Chúng ta phải biết và toàn dân Việt Nam chúng ta phải biết ơn. Biết ơn cái công đức to lớn của Đức Quốc Công. Tựa như trời biển. Quý vị thấy không? Hồ Chí Minh nó chỉ là một tên thổ phỉ thôi. Một tên Việt gian, một tên thổ phỉ, một tên Tàu Cộng qua cướp nước chúng ta. Mà nó tẩy não, nó nhồi sọ người dân Việt Nam chúng ta. Mà chúng tôi thấy còn rất nhiều người u mê, lầm tưởng Hồ Chí Minh là coi như là anh hùng của dân tộc. Không có Bác sao có ngày hôm nay. Mà nó ca tụng Hồ Chí Minh, thần tượng Hồ Chí Minh đưa đến tận mây xanh. Chỉ là một tên thổ phỉ thôi. Lập ra cái đảng Cộng sản cướp nước làm cho người dân chúng ta đau khổ. Tại vì nó tẩy não, nó nhồi sọ. Đó. Thì ngày hôm nay chúng ta phải nhìn ra sự thật. Để mà chúng ta thay đổi cái suy nghĩ từ trong cái tư tưởng của chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ cái tư tưởng. Phải biết được rằng. Phải sáng mắt, phải tỉnh thức để nhìn ra tên Hồ Chí Minh là một tên Việt gian. Gián điệp Tàu Cộng, là một tên thổ phỉ, là một tên tội đồ của dân tộc Việt Nam, chứ không phải là danh nhân thế giới gì cả. Chúng tôi nói rõ Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc Việt Nam, không phải là danh nhân thế giới. Và cái chính quyền, nhiều người gọi ở trong nước gọi là chính quyền, chính phủ đó, đó là tà quyền, tà phủ. Nên nhớ tà quyền, tà phủ chứ không phải là chính quyền, chính phủ. Tại vì do cái tên Hồ Chí Minh nó lập ra cái đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản nó mới đẻ ra cái nhà cầm quyền của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì đó là tà phủ, chứ không phải là chính phủ. Chúng ta phải biết cái điều đó. Và chúng ta đang có một chính phủ thật sự. Đó là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Hiện nay là Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Dưới sự lãnh đạo của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Tổng thống thứ 3 của Việt Nam Cộng hòa, đang hiện diện tại đất nước Hoa Kỳ. Và Ngài cũng là Tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đó, chúng tôi nói rõ cho nhân dân đồng bào trong nước biết và các anh em cán binh bộ đội Cộng sản biết. Vì vậy mà các anh em cán binh bộ đội Cộng sản chỉ nghe theo lệnh của Tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ngài sẽ đem chế độ Việt Nam Cộng hòa là một chính thể Việt Nam Cộng hòa đầy nhân văn, nhân bản, đầy tình người, đầy tình yêu thương, trái tim nhân ái trở về Việt Nam để phục vụ cho dân. Chính phủ này là để phục vụ cho nhân dân, cho người dân Việt Nam, chứ không phải trở về để cai trị người dân giống như cái đảng Cộng sản Việt Nam mà cai trị người dân trong một cái nhà tù lớn, nhà tù nhỏ nha quý vị. Chính phủ này là phục vụ dân chứ không phải là để cai trị dân. Chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi chúng tôi trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi nhắc lại một lần nữa là anh chị em cán binh bộ đội Cộng sản với chủ trương Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, đường lối Việt không giết Việt, thì quay về, chúng tôi khuyên quý vị phải quay về với chính nghĩa dân tộc với quốc gia ngay từ bây giờ. Chúng ta phải quay về một mối để mà cùng nhau tái kiến thiết đất nước, xây dựng đất nước của chúng ta, Việt Nam chúng ta cho được hùng cường giàu mạnh lên nha. Rồi đồng bào ai chưa trưng cầu dân ý thì tiếp tục vào link trưng cầu dân ý. Rồi đồng bào cũng phải nhanh tay gọi là ghi danh trong cái link, tức là www.dontongthong.com đó, để mà
đón Đức Quốc Công một ngày gần đây. Và anh chị em đồng bào trong nước cũng chuẩn bị cờ vàng ba sọc đỏ. Còn cái cờ đỏ sao vàng Phúc Kiến đem quăng sọt rác hết đi. Đừng có treo, đừng có để trong nhà. Và tên Hồ Chí Minh cũng vậy. Hình Hồ Chí Minh đó, đem liệng cống đi. Hồi trước không có, không biết đó, thì lộng kiến bên ai biết liệng cống. Không có đem, không có gọi là đem giặc vào nhà. Không có gọi là nhận giặc làm cha, cha già dân tộc. Rồi tôn thờ Hồ Chí Minh một cách vô lý như vậy nha quý vị. Đó. Thì chúng ta phải biết là những gì Đức Quốc Công đã hy sinh cho người dân, dân tộc Việt Nam là vì Ngài rất là yêu thương dân tộc và đất nước Việt Nam. Chúng ta phải nói là bao la vô bờ bến, không có bút mực nào mà tả xiết. Đó. Cho nên toàn dân Việt Nam chúng ta ngày hôm nay phải ghi nhớ công đức của Đức Quốc Công. Quý vị biết báo chí Hoa Kỳ đó mà họ còn ghi ơn cái công đức của Ngài đó quý vị. Công đức to lớn của Ngài đó, nói cho quý vị biết. Mà chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta không có biết được cái việc làm sự thật của Đức Quốc Công thì đó là một điều rất là tắc trách. Thật sự như vậy, chúng ta không thể nào mà vô tư, vô tình, vô cảm như vậy được. Chúng ta phải suy nghĩ về tình hình đất nước của chúng ta chứ. Chúng ta là người dân Việt Nam, chúng ta phải nghĩ về tình hình đất nước của chúng ta. Chúng ta phải biết cái thời bây giờ là Cộng sản nó đã cai trị người dân chúng ta bao nhiêu đó đủ rồi. Chúng ta không thể nào để cho Cộng sản nó tồn tại. Nó tồn tại trên đất nước Việt Nam chúng ta nữa. Nha quý vị. Nó đã phá hoại, tàn sát cái đất nước của chúng ta rồi. Biển thì cá chết, rừng thì đốn sạch. Dầu thô, dầu ở ngoài Biển Đông thì bán rẻ, vừa bán vừa đổ để mà lấy tiền bỏ túi riêng. Còn gì để nói nữa. Đó. Rồi những kho tàng trong nước cũng vậy đó, ăn tàn phá hoại. Thời gian đã hết, chúng ta tạm thời chia tay nơi đây. Đó. Thì chúng ta biết đó, tiểu sử của Đức Quốc Công, việc làm của Ngài. Đức Quốc Công là sao bắt đầu, là ánh đuốc soi đường để dẫn đưa dân tộc Việt Nam chúng ta bước qua, chuyển qua cái thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Khi mà Ngài về nước, Ngài về nước là người dân chúng ta được sung sướng ngay, được quyền lợi ngay tức khắc. Đó. Thì chúng ta phải biết rằng Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là coi như là vị tổng thống vĩ đại nhất thế giới trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là vị lãnh tụ chống cộng toàn thế giới. Đó. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân muôn năm muôn năm. Chúng ta phải ca ngợi vị tổng thống của chúng ta. Chúng ta phải hoan hô vị tổng thống chúng ta, tại vì những việc làm của Ngài là sự thật. Chúng ta phải thừa nhận và công nhận đó là sự thật. Vì vậy, tiểu sử của Đức Quốc Công á, là một ánh hào quang tỏa sáng cho nhân loại, mà người dân Việt Nam chúng ta rất là hãnh diện về tiểu sử của Ngài. Trước khi kết thúc, chúng tôi, Thiếu tướng Võ Kim Lan, Chỉ huy trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công. Kính chúc Đức Quốc Công và đệ nhất phu nhân cùng gia đình luôn tràn đầy sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Kính chúc quý vị luôn được an lành, mạnh khỏe và may mắn. Chúng ta luôn ghi nhớ ba lời thề son sắt của Đức Quốc Công đã truyền dạy. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất. Cương thổ Việt
bất phân, nhân dân Việt, bất ly. Chúng ta sẽ gặp nhau trên quê hương Việt Nam một ngày gần đây. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bye.